những bụi cây rừng quá đẹp. Cây này sẽ làm thành những cái tiểu cảnh khu resort, cảnh quan biệt thự nhà vườn trồng tại các khu resort. Đây là ra chồi và đang ra hoa, ra chồi đang ra hoa thuộc dạng cây bụi rất là đẹp. Nét căng thiên nhiên hoang dã rất là đẹp, là hoa chi chít. Cây này dạng bụi, tuy nhiên cái gốc nó cũng rất là to, rất là cổ kính. Các cái gốc này rất là to. Đây là một cây mai rừng rất là đẹp, hoa thì khỏi nghĩ, chi chít sẽ ra hoa vào đầu xuân. Hoa chi chít, cánh mai rừng nguyên bản, các bạn thấy tuyệt đẹp không? Một chùm của nó ra được 6-7 bông hoa, chùm ra 6-7 bông hoa rất là tinh khôi. Cái mai cực kỳ cổ thụ, cứ cho các bạn chiêm ngưỡng, nó có hàng nghìn năm tuổi. Đường kính gốc nó lên đến 60-70, bên trên nó thoát ra khoảng 90, cực kỳ mỹ mãn. Thiên nhiên tạo hóa vô biểu vạn vật. Gốc của nó thì tuyệt vời, gốc như là một cây đa, cây si hàng nghìn năm tuổi. Thiên nhiên tạo hóa